mình bị lê quen hoặc là bị bùa ngải hay theo mình nghĩ chỉ vậy thôi, một là lê quen, hai là bùa ngải thôi. Là nó bị bùa lắm không á, chứ ma cái gì, muốn gì thì không có gì hết á, không cứ tự nhiên không về. Tôi á thì á không có phải thầy bà hay là gì hết á, nhưng mà tôi thấy mấy người mùa mà hại người á là thứ tôi không có ưa. Không có thể nào có lý giải chuyện khoa học được vậy đâu hết, chỉ có thể lý giải một điều, một là bị bùa, hai là bị ma nhập, ba là bị lời nguyền thôi chú. Con nói hoặc một trong ba trường hợp đó thôi, chứ không thể nào mà bây giờ là không có ma, chỉ có mấy ông thầy á, mấy ông quết âm binh thần tướng đó. Thử ra mấy ông dùng nó mà thực đánh chúng mình. Chúng mình á thì mình bị đau nhất, nếu mà nặng á thì bị đau nhất ở trong xương. Còn nếu nhẹ nó thì nó chỉ bị có cái dấu nhẹ, không có nhẹ thôi, nhẹ giác thôi. Là bây giờ nếu mà chú nói chú ở ngay nhà thầy bồ, chú thầy dẫn con lại gặp ổng luôn, nói chuyện với ổng được không? Chỉ có ổng, chỉ có những người như Hồ Duy mới hiểu được cái vấn đề. Xin kính chào tất cả mọi người đến video tiếp theo của Duy Còi. Hiện tại thì Duy đang có mặt nơi của cái anh đại gia mà có nhà 2 căn nè. Bây giờ anh xỉn, anh nằm ngủ rồi. Hôm nay mục đích của Duy đến đây để là mình Duy tìm hiểu cái hoàn cảnh của anh Đen đó. Thì cái thứ nhất là mình cũng được biết là anh Đen hiện tại là mẹ thì đã mất rồi cả nhà, giờ chỉ còn sống với lại một người cha già thì cũng sống ở gần đây. Hôm nay mình muốn đến đây để mình hỏi anh Đen về cái câu chuyện của anh Đen, coi cái căn bệnh của anh á nghiêm trọng như thế nào, để mình chia sẻ với cả nhà. Sau đó là mình sẽ đi đến, mình tìm nhà của anh Đen để hỏi cái ông ba của anh Đen biết anh Đen sống ở đây hay không, và biết anh Đen có bị vậy hay không. Tại vì theo như những người dân chia sẻ thì ba của anh Đen anh lớn tuổi rồi đó. Nên là bây giờ mình cũng muốn đi qua mình tìm hiểu anh Đen thì anh sống ở đây nè. Anh ngồi đó, thì mình sẽ đi cái hướng này mình xuống để mình nói chuyện với ảnh, xem cái nhà nó đâu, để mà mình biết mình đến để mình tìm hiểu coi ông ba của anh Đen giờ anh sống với ai, sống một mình hay sống sao, có gặp cái biến cố gì không. Ôi, em chào anh Đen nha. Dạ. Anh Đen cho em gắn cái mic nha. Dạ. Anh Đen hồi tí anh Đen nói chuyện lớn lớn nha anh Đen. Dạ thì anh Đen thì hôm qua thì em có ghé em thăm anh á, thì em cũng được biết là hiện tại ở nhà là mẹ anh Đen thì mất rồi đúng không? Còn ba anh Đen thì giờ sống ở nhà. Nghỉ hưu rồi. Về hưu hả? Là ba, ông ba là bây giờ năm nay là bao nhiêu tuổi anh Đen nhớ không? Phải phải ít nhất phải 65 6 mấy rồi. Dạ, 65 6 mấy rồi. 6 mấy mới nghỉ hưu rồi. Dạ. Mà bây giờ ông ba ông sống ở nhà, ông sống với ai anh Đen? Nói tóm lại là ông sống với hai đứa cháu gái vậy thì rồi. Dạ. Đó là ấy thôi. Do thật sự á, dụ mình nói với mấy bạn YouTube với bạn chủ kênh luôn, là thật sự nếu mà mấy bạn mình nói như vậy mà mấy bạn không có tin đó thì mình cũng chịu. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình nói chuyện gì, bạn thấy mình nhếch miệng gì thì bạn không biết, nhưng mà khi mình đọc báo hoặc là mình đọc sách hoặc là gì, đọc một suy nghĩ, chứ người ta mình không có đọc bằng bằng lời nói. Dạ. Yeah. Nghĩa là theo mình nghĩ á là mình bị lời nguyền hoặc là bị
gọi là giống như là bị bùa ngải hay theo mình chỉ nghĩ chỉ vậy thôi, một là lời nguyền, hai là bùa ngải thôi, chứ không thể nào có chuyện mà ví dụ mình suy nghĩ mà người khác biết, không phải là biết suy nghĩ của mình mà những cái suy nghĩ của mình nó sẽ vô cái lỗ tai của người ta, cái đó là vấn đề ở chỗ đó. Nên hiện tại bây giờ nếu thực sự là mình chỉ muốn là tách cái suy nghĩ đó ra, ví dụ như mình giống như người bình thường vậy thôi, mình đọc sách hoặc là mình đọc cái chuyện hoặc là đọc gì bằng cái suy nghĩ là nó sẽ không có ảnh hưởng đến người khác, không chứ mình nếu mà mình suy nghĩ là cái suy nghĩ của mình là giống như cái lời nói nó cứ vô lỗ tai người ta đó, nên là cái vấn đề ở chỗ là ở chỗ đó. Còn ví dụ các bạn phải hiểu là cái lời nói và cái suy nghĩ nó khác nhau, đâu giống nhau được. Ví dụ chủ kênh nè, dù đang suy nghĩ gì mình đâu biết đâu, không cái dù anh suy nghĩ gì anh suy nghĩ anh đâu biết đâu, nhưng mà khi mà mình suy nghĩ là ví dụ mình đọc báo này nọ đồ là người ta vẫn nghe mình, người ta cứ tưởng tượng là mình đọc báo cái mạng, mình đọc lớn người ta nghe thôi, nhưng mà thực tế là không phải vậy. Không chứ chú kênh mới lại, chú kênh đâu thấy mình đọc báo chứ mình đâu có đọc báo thành tiếng đâu, đọc một cái suy nghĩ của mình suy nghĩ thôi đó. Đó là theo mình nghĩ nó là như vậy, chứ không có thể có nào mà có chuyện mà giải thích nó hợp lý khác. Dạ, em hiểu mà cái mong muốn bây giờ lớn nhất của anh là anh muốn cái gì anh nói với em đi, anh chia sẻ với em đi. Chung á, bạn cũng hiểu rồi đúng không, cái con người ta đúng không, hỉ nộ ái ố giận hờn này nọ là rất là nhiều đúng không. Tại sao mình không đi làm, đâu thể nào làm được. Nhiều khi vô làm thì gặp người này người kia này nọ người nọ người kia, giống như vậy. Nó nói thẳng ra là mình không có chuyện lộn với người ta, nhưng mà mình cứ suy nghĩ ghét cái thằng này, mình nói bậy nó bạ, mình suy nghĩ bậy bạ này nọ đồ mình nghe đúng không, là ta hiểu thực tế mình không có nói. Đó thật sự á, cái này là mình nói thầy, thậm chí là lúc trước mình cũng không giờ tin nữa đúng không, nhưng mà không giờ tin, nhưng mà sẽ có nhiều chuyện là mình phải tin. Dạng như là giờ mình suy nghĩ gặp cái người đó vô nói không, mà cái đó là đâu, mình là ngồi mình chỉ nghĩ thôi mà người ta vẫn biết này nó đang suy nghĩ cái gì trong đầu. Nói ra thì họ nói là giờ mày khùng á, ai biết cái suy nghĩ trong đầu của mày là cái gì. Mà thật sự mình mong muốn chỉ cái điều gì chi vậy thôi. Có nghĩa là bây giờ anh muốn tìm một cái vị thầy giỏi có thể gỡ được cái lời nguyền hay là cái bùa ngải mà anh đang bị đúng không? Đúng rồi, mình chỉ mong là hy vọng có vậy thôi, để mình trở thành cái người chứ một người bình thường thôi. Chứ ví dụ mình nói với bạn nghe, ví dụ mình không thể nào giống như vậy giờ á, cái đầu suy nghĩ là nó sẽ lọt vô cái lỗ tai người ta đó, nên mình không thể nào mà vừa làm mà vừa kiềm chế được cái suy nghĩ của mình lại, hoặc là thậm chí là mình lên trên kia mình chỉ ngồi suy nghĩ thôi. Mà cái người công an đó, cái người khu vực đó trên khu vực như trên Sài Gòn á, nói là thằng này suy nghĩ nhiều quá, tức là họ hiểu cái đó là cái suy nghĩ của mình. Chứ không phải là nói, giống như mình lại nói là bạn quay bạn ngồi trực tiếp bạn thấy mình như đây, bạn thấy mình chép miệng đúng không, nhưng mà tới lúc mà mình làm đọc báo nãy giờ bạn thấy có nãy giờ mình, lúc mà bạn lại bạn thấy bạn có nghe được cái gì không, bạn vẫn nghe được đúng không, mà mình đọc báo mình đâu có đọc tiếng đâu, mình chỉ suy nghĩ thôi. Đúng không, nên thật sự á mình bây giờ mình chỉ mong là gặp một người sư phụ hoặc là gì đó, đúng không, ta có thể giải được cái bùa ngải gì đó rồi. Mà thật sự á,
cái này mình cũng lần đầu tiên mà nhờ từ nhỏ đến lớn chưa phát hiện cái này, lên Sài Gòn làm mới phát hiện này nọ, phát hiện ra đó. Nên á, chỉ mong muốn là có một cái vị sư nào hoặc là cái vị thầy nào có thể, có nghĩa là cho mình là trở lại như bình thường, giống cái dạng giờ là mình chỉ muốn là cái suy nghĩ của mình nó sẽ không vô lọt vô cái lỗ tai người ta, để là người ta lại người ta công lòng phiền người ta đó, đúng không? Ừ. Mà thật sự cái này, cái chuyện này thì mình cũng đó giờ nhỏ lớn cũng không bao giờ nghĩ là nó có thật đâu, rồi sau này mình mới nghĩ có thật, đúng không? Mọi người nói là bây giờ tối về lại nằm đi niệm Phật đi. Thực tế niệm Phật là không thể nào mà nó giúp được cái chuyện này, đúng không? Còn là nói chung á, mình chỉ muốn là thay đổi, giống là tách suy nghĩ, nó giống dạng tách suy nghĩ của mình ra khỏi cái lỗ tai người ta vậy đó. Thật sự nói, đúng không? Chứ nếu mà thật sự mấy bạn mà coi trên mạng rồi đó, các bạn cứ nói là tôi nói giống nói xạo này họ đồ là chuyện đó là không có. Thật sự nói mình đâu rảnh đâu là để mà lên và để ngồi nói chuyện cái chuyện không có nó thành có đâu. Nếu mà mình không có, mình mà nếu mà thật sự mình là một người không có bị như vậy mà mình lên mà mình nói là có, là cái chuyện đó là không có, là không có to. Anh Đen, có bao giờ anh nghĩ là mình bị trầm cảm không? Anh có suy nghĩ là mình đang bị trầm cảm không? Không không. Tại vì theo em thấy nha, lúc nãy anh có chia sẻ với em á, là anh nói là anh chắc chắn một điều là anh không có bị trầm cảm. Đúng rồi. Dạ. Đâu bị trầm cảm gì đâu, bình thường mà. Và anh chắc chắn với em là không bị trầm cảm, nhưng mà có một cái gì đó nó trong người anh, giống như nãy nói là bị lời nguyền hay là bị cái bùa chú gì đó, chứ không phải là bị trầm cảm. Đúng rồi. Bùa chú có nghĩa là giống như là cái này không phải là chuyện mê tín dị đoan hay là mê tín dị đoan, nhưng ý mình nói thật sự cái này là mình nói thiệt 100%, không bao giờ mà mình có nói dối mấy bạn làm gì hoặc là ai lên YouTube mà YouTube. Thậm chí nói thẳng ra một câu điều là mình với chủ kênh cũng không có quen nhau, nói thẳng vậy. Ừ. Mình có bị già cho ai hết vậy á. Nó thật sự là nói thẳng là vậy. Thôi chủ kênh gặp mình là cũng có duyên rồi đó, vô gặp thì nói chuyện vậy thôi. Đúng không? Thậm chí giờ chủ kênh muốn gỡ bỏ cái gì đó, cái là quyền của chủ kênh mình không có dám nói, mình cũng không bị ai chủ kênh nữa. Đó là thật sự. Dạ, giống như anh em mình có cái duyên rồi mình gặp nhau, rồi em mới biết được cái hoàn cảnh của anh như vậy. Nhưng mà anh Đen có nhớ cái khoảng thời gian nào mà mình bị như vậy không? Khoảng thời gian chắc đây cũng lâu rồi. Lâu rồi, nhưng mà cái lúc đó là anh có nhớ là mình có từng xích mích với ai, hay là mình có quen một cái cô gái nào đó mà bị cô đó bỏ thư, bỏ bùa mình không? Cũng từng nghe đó, dù đó. Đúng rồi, em cũng sợ vậy đó, dù giống như anh thích cô đó. Nhưng mà khoảng thời gian hai người quen nhau rồi tình cảm nó không được sâu đậm, rồi mình chia tay, rồi cái cô đó nó sẽ hư mình, người ta yểm mình. Không có đâu, đó giờ đâu có quen đứa nào nhỏ nào đâu. Đó giờ đâu có quen đứa nào đâu, thì cái chuyện nói về thư là lại chuyện nó không có rồi. Dạ. Nhưng mà có một điều, tại vì lúc đó, ở đây thì khác, lúc lên Sài Gòn lúc cách đây cũng khoảng chục năm đó rồi. Lúc đó là mình đi làm, xong tính lên Sài Gòn. Về nhà giống dạng về nhà, tính về nhà là giống như giống dạng suy nghĩ trong đầu là thôi về nhà đặng giống dạng lấy cái này kia bán vậy mà. Dạ, kinh doanh ha. Kinh doanh bán gì nữa mà. Dùng lấy cái bắt đầu xong về nhà lấy bán nó thẳng ra là về lấy đồ bán á. Dạ. Vậy đi. Để kinh doanh đi. Ừ. Đó. Mình suy nghĩ thôi, nhưng mà ở nhà có người biết chứ. Ông nói
nói chung với nó thẳng ra là mấy bạn đừng nghĩ là mình nói mình lên đây mình nói sao nó sao không, mình không giờ mình lên mình nói sao mấy bạn hỏi này thôi kia không thực sự nói vậy không. Chứ nếu mà thật sự mình là người bình thường mình đâu có ở đây làm gì chạy. Đúng rồi, em cũng khá là thắc mắc tại vì nếu như những cái người mà người ta bị bệnh về tâm linh á hoặc là bị bùa ngải thì người ta sẽ nói là người ta không bị, những người mà bị bệnh á người ta sẽ nói người ta không bị, còn riêng anh á là anh biết anh bị luôn và anh biết được cái điều đó luôn mà anh không tìm được cái cách giải. Đúng rồi, tại mình đâu biết cách nào rồi đó mình giải cái bùa chú đó đâu. Chứ hỏi gì giờ, chứ mình hỏi các bạn bây giờ các bạn đọc một cuốn truyện, đọc một cái mục một tiếng này cuốn kia không, mình đâu thể nào mà mẹ ngồi đọc gì giống gì giờ nói chuyện với mấy bạn nói chuyện lên kênh mình đọc sáng chiều được, chỉ đọc bằng suy nghĩ thôi. Nhưng mà cái khi mình đọc cái đó, cái suy nghĩ đó thì cái suy nghĩ đó lại vô cái lỗ tai người ta, mà thường thường là người ta nói cái gì mà lọt vô lỗ tai người ta là người ta chỉ nói là mình nói không ngoài, chứ không bây giờ ta nói là cái đó là cái suy nghĩ của mình hết. À, đúng không? Nên mình chỉ thấy mắt đều là mình chỉ thấy mắt đều tại sao? Ủa mắt đều là sao? Ủa cái em suy... thấy anh sống em phải giúp đỡ mà. Ông dân nghèo quá. Dạ. Quay cho nó nghèo đúng không? Khó khăn đúng không anh? Nó nghèo, nó dạ. Nghèo, nó sống lang thang vậy hả? À, rồi thương lắm ha. Tôi là tặng Trần Văn Tặng nè, nó ở đây là Trần Văn Nhu á. Dạ. Nó nghèo khổ, tại nó giúp đỡ nó đi. Dạ. Em không thấy ảnh với Vũ rồi đó. Dạ. Có gì giúp đỡ cho nó, tại vì nó không có chỗ ở gì hết trơn á, cũng nó cũng nằm ở dưới vợ cậu nè. Dạ. Rồi em cảm ơn anh. Nó dạ, em cảm ơn anh nhiều ạ. À. Anh tốt bụng quá. Nhà tôi thì có chỗ ăn cho ở. Dạ. Còn Vũ nó cũng không cho ăn cho ở đâu, nó cũng ngồi vợ cậu mà chứ. Dạ. Ở cho hai nó đi. Dạ rồi, em cảm ơn anh. Em trò chuyện với anh xíu ha. Dạ dạ dạ. Nói chuyện với Nhu, nói chuyện với ta đây. Rồi anh đó, lúc ở trên Sài Gòn á là mình có chuyện nào bạn nghe đủ nói được từ lâu nghe. Rồi em cảm ơn anh nhiều ạ. Nó tại nó thấy nó hiện vô à. Dạ. Không phải là gì đâu, tại không có nhà cửa rồi cho á. Dạ. Nó đây gì nè. Dạ rồi. Rồi lúc mà mình đi lên Sài Gòn á là mình có xích mích hay là mình có gây gỗ với ai không? Không, chuyện với mít nó bị gỗ không có đâu, không tới nổi dạ. Tới chuyện đó đâu. Tại vì nói chung nhiều khi đi làm giống như vậy trong người ta, nhưng mà thật sự là mình tới đó mình không có xích mít gây gỗ với ai đâu. Dạ. Nói chung là cũng làm bình thường thôi, nhiều khi anh em qua làm này nọ rồi cũng có không có đồng ý cái vấn đề này vấn đề kia, nhưng mà không tới nổi mà bế thư đâu, không thực sự nói. Nhưng mà mình chú ý đều là hồi lúc nhỏ là với mình còn nhỏ mẹ ẩm trên tay là đi từ nhà bên nội về nhà anh ngoại mà nó lật vô nghĩa địa luôn, mà theo mình nghĩ có thể là đó là do cũng có thể đó là do bị ma ám hay là bị gì đó. Yeah. Chứ thật sự nói mấy bạn là thật sự mình không có thể nào mà khẳng định là cái này là mình bị gọi là giống dạng là trầm cảm hay là này cái kia, này kia là không phải trầm cảm, nó thật sự ra là vậy, không phải là trầm cảm, thậm chí là cũng không phải là bị chết luôn, không phải bị gì chết luôn, không, yeah. mình vẫn là bình thường không, mà còn nghe còn cái vụ mà hay nói là bị chết hay là trầm cảm hay là bị giống dạng bị điên khùng hay là bị sao vậy đó là thật sự là không phải, khẳng định là không phải bị xì chét cũng không phải bị trầm cảm luôn. Đúng rồi. Dạ. Không, tại vì em nghe cách nói chuyện của anh nó rất là tỉnh táo và rất là bình thường.
đã nói rất là nhiều lần, đã nói về mình sẽ khẳng định đều mình nhất không bị trầm cảm hay bị chết hay là bị khùng khùng điên điên cũng không phải luôn. Chứ thật sự mình rất là bình thường, nhưng mà có nghĩa là mình chỉ xác định đều là bây giờ mình nói thẳng thắn ra một câu là bây giờ mình lại mình yêu cầu cứ mình suy nghĩ là cứ cái lời cái suy nghĩ của mình nó lọt vô cái lỗ tai người ta. Cái suy nghĩ của mình nó lọt vô lỗ tai người ta, nên là giờ thật sự là không có muốn cái suy nghĩ của mình làm ảnh hưởng tới sống của người ta nữa đó. Nên á, để mình mới muốn là bây giờ bây giờ như là giống người mình tách cái suy nghĩ đó ra. Suy nghĩ đó mình là suy nghĩ là của mình muốn suy nghĩ gì mình suy nghĩ, hoặc mình suy nghĩ cái này cái kia là mình suy nghĩ, không liên quan người ta, không vô lỗ tai của người ta được, đúng không? Chứ thực sự kêu nói giờ hỏi giờ diễn tả sao, sao tao quý diễn tả sao, nói giờ bị cái lời nói là sao diễn tả, đúng không? Chứ kêu nói tôi bị khùng khùng đi thì tôi cũng chịu thôi, gì giờ không bao giờ có chuyện đó hay ra chứ. Nhưng mà khi anh sống ở đây nè, anh tối anh ngủ á thì anh có thấy cái gì mà nó gọi là nó ác mộng, kiểu như ác mộng đi, tại vì mình trong người mình đang bị những cái lời quyền hay bị bùa đó, thì thường mình ngủ hay là mình thức khuya mình sẽ thấy những cái ác mộng này kia, anh thì có thấy không? Không, nhưng mà có điều lúc đó ngồi ở dưới cái cầu cho bạch sỏi với chả biết con cá từ đâu nó lật lóc con cá rô á, lóc nữa nào mà lóc tới chỗ mình đó. Thậm chí là cái này nhiều khi cũng thấy mấy cái này giống như là người ta dành cho tôi thì không biết nữa. Để dưới sói làng hàng không biết cái này hả? Cái này là ai ghi? Không biết ai ghi nữa, không có ghi. Mà có để chữ là sói lang thang. Đó. Đây cả nhà, đúng rồi. Sói lang thang. Đó. Đó. Mà để còn mấy cái này là anh vẽ hay là ai vẽ? Buông ta vẽ đó. Buông chứ tôi mới là đây ở có cái tháng là ai vẽ. Mà thật sự tôi đâu biết vẽ cái này đâu. Đó. Rồi với lại ở dưới đó nó có gì? Số điện thoại của mớm nữa. Mà thằng mớm là nói chung lúc trước là nó nhà nó bán món nhậu có qua nhà nó nữa, gặp cái số điện thoại của một món với nữa, bất kỳ rồi điều chuyển rất là kỳ lạ, đúng không? Giống dạng giống gì nè, tại ngồi mình lại ngồi suy nghĩ nè, cái chó kia nó lại nó cắn chuột xong nó đẩy ngay trước mặt mình vậy đó. Cái đó là giống như là mình là làm chuột rồi đừng có làm mấy nữa. Thật sự nói á, nhất là mình không nói thẳng ra là không bị điên đi, bình thường người bình thường nữa đó. Thậm chí là giờ mình có, nếu mình đi làm đâu vẫn mà làm được bình thường, nhưng mà cái mà mình lại mình không hết, nhất là có nghĩa là cái suy nghĩ của mình mà nó lại ảnh hưởng người ta, mà nó lại lọt lỗ tai người ta, đúng không? Rồi mới muốn biên tập với ai là gì nói, nhưng mà thật sự nói á, cái này nói với bạn luôn là mình cũng hy vọng là có người đó giúp được mình. Còn nếu mà không ấy được thì mình cũng chịu thôi, cuộc sống mà giờ mình cũng chả biết nói sao, nghĩ cái này cái kia mà sao nói được. Hy vọng là sẽ có người giúp được mình. Em sẽ cố gắng hết sức có thể để mà liên hệ những cái người mà giỏi nhất, có thể tìm cách để mà hóa giải cho anh. Anh Đen cho em hỏi nè, khi mà anh Đen ở đây sống á, thì cha anh ở nhà có biết anh sống ở dưới gầm cầu này không? Không có ông ấy nữa, chỉ thấy ông bạn ông lại thôi. Ông bạn ông lại đang hỏi kêu đi làm. Không đốt sáng mấy 70 rồi kêu lại á, kêu đi làm. Thật sự mình không đi làm được nên là không đi. Rồi bữa sau là ổng có lại đây nè, cái ổng xuống để nhìn thấy mình vậy, cái ổng đi dài. Còn
ba mình thì ông có lợi. Nó nói chung là cho em mà đủ lông đủ cánh thì giờ đi làm gì đó là làm thôi, chứ giờ ổng cũng đâu nghĩ ngợi gì tới chuyện đó đâu. Đó đúng không? Rồi chuyện mà nói tối này nằm ngủ có nằm mơ thấy gì ông là cũng không có thấy gì hết. Không thấy luôn. Nó bình thường rồi. Nhưng mà bạn của cha anh là biết anh ở đây. Nhưng mà cha anh thì em nghĩ là anh nghĩ là có biết không? Cũng có thể biết á, tại vì khi ông về ông nói với ông rồi biết, nhưng mà ông không có lại thôi. Không lại hả? À, còn tại lại tại sao mà không muốn này nọ, không muốn bạn được chơi sâu vô nọ rồi. Tại vì ba gia đình thì nói chung trong gia đình nói chung cũng lu bu nhiều cái lắm. Dạ. Nên tôi là tạp lắm. Dạ. Nói chung là rồi, tạp bạn hiểu rồi. Dạ em hiểu mà. Rồi cha anh nhớ có tin là anh bị cái bệnh về tâm linh này không? Không. Ông đâu tin đâu. Không nhưng tin mà đợt hả? Đó ổng đâu tin đâu, là lần đó trong cái toilet á, ổng bỏ có ổng bỏ ba cái phần ngu ghê á, tôi tính tự sát, tôi lính lấy ra ngu ghê tôi uống á, mà tối mới tôi mới suy nghĩ thôi là bữa sau là ổng đem bịch ngu ghê á, phần ngu ghê đó là ổng ổng trồng cây rồi. À nghĩa là suy nghĩ của anh là cha anh biết gì đó. Ừ, bỏ về. Rồi. Nhưng mà cha anh có tìm những vị thầy hay những vị bác sĩ nào mà trị cho anh không? Không luôn. Không đừng. Bác sĩ đừng vô. Bác sĩ là trị không được rồi, chắc chắn em biết rồi. Bác sĩ ổng chỉ trị bệnh ngoài da, bệnh này bệnh kia thôi. Còn cái này liên quan đến chuyện tâm linh là là giống như kể cho nghe lại á. Tết đâu rồi cuối năm trước á, đo ra là quận tư xong á, cái vô chùa đó là hết chỗ làm rồi, vô chùa ở qua Tết đi làm vô chùa mà ngay cái chỗ mà người ta để hũ cốt á. Dạ. Nói ông quét dọn này, nói chung là làm công quả chùa không, quét dọn này nọ đây, quét dọn này nọ đúng không, sau đó đốt nướng miếng nhang rồi cầu khẩn này, mình đã nói khấn mà nguyện là mình không có nói, mình chỉ suy nghĩ thôi. Nhưng mà cái lúc đó lúc mà đốt cái cây nhang lên á, cây nhang nó phần bật nó cháy rất là lớn. Ừ. Mà có 3-4 cây nhang à, mà nó cháy rất là lớn nha, giống như mình cứ cảm thấy giống như là cái người khỏi âm đó đó, là người ta giống như dạng như người ta không thích mình luôn, phải không? Cây nhang đó nó cháy nó phật lên cái gì đó, mà có 3-4 cây nhang à, nó 3-4 cây nhang mà nó cháy nó phật dữ dằn lắm. Đó, cái nhất, cái hai có cái đèn á, cái đèn cày á, cái đèn cày giống như cái ly uống rượu vang của Pháp gì đó, nó cao vậy nè, không có chừng đấy cái đèn cày, phải không? Đó mình suy nghĩ. Đó nằm suy nghĩ rất là nhiều, suy nghĩ tới nỗi mà cái dây thần kinh trên cái não là nó lại bưng luôn. Cái chỗ đèn cày nó là phật một cái là cháy bùng lên luôn, ngay cái tượng, ngay nằm ngay chỗ mà cái tượng của bà ông nằm trong cái chùa đó, đó là cái ly mà để đèn cày đó, là cái ly đi đứng vô cái ly bên phải nó có cháy, cái ly bên trái là nó cháy phật luôn, giống như là nó phật lên, nó phật lên nó dịch lửa nó cao bằng cả gan vậy nè, đó mình nói thiệt đó. Nói chung là lửa nó phật lên là nó tràn ra lên cái ly luôn đó, mình phải lấy áo mình đè xuống để cho nó không có không khí, đặng nó lại nó tắt cái ngọn lửa đó đó không. Mà nhiều khi bạn nói tôi cùng đi một trầm cảm hay là bị chết hay là bất cứ bị bệnh vậy, là cái đó tôi nói thật sự là không có. Dạ. Đó nó nói với bạn á, nếu thật sự á không có tin hoặc là ai mà nói gì không tin vậy nọ rồi thử ấy,
không tin hoặc là này nọ thì cũng chuyện đó chuyện bình thường thôi. Tôi lúc trước tôi đâu có tin đâu, nhưng mà giờ tôi cũng phải tin vậy. Lúc trước là anh Trang không có tin mình bị vậy? Đâu nghĩ là bị vậy đâu. Dạ. Rồi sau này phát hiện ra nó vậy rồi xong mình mới cái ông dạng mình không thể nào mình ở trên chung với người ta nữa thì mình ra ông cầu mình ở thôi chứ sao giờ đó. Chứ định nghĩ nói cho tôi này cái đét. Tại cuộc sống anh đeo mình thấy cả nhà ảnh sống ở dưới gầm cầu nè, khá là lạnh lẽo luôn. Đó, cả nhà cũng thấy đó, xung quanh đây là khá lạnh lẽo, nước thì bị ô nhiễm. Mà nếu một cái người mà không chịu được những cái này thì sẽ không ngủ được ở đây đâu, thật sự luôn. Và ảnh do là ảnh không muốn làm phiền với tất cả ai nên là ảnh mới ra cái chỗ này, ảnh ngủ ở đây cũng như là ở đây. Và cái mong muốn hiện tại của anh đang bây giờ là chỉ mong kiếm được một cái vị sư nào đó, vị thầy nào đó có thể trị được cho anh, để mà anh trở lại một cái cuộc sống bình thường như bao người khác, để anh có cuộc sống bình thường. Thật sự là có nhiều người dân xung quanh đây nè, họ nói anh rất là hiền, anh không có bị bệnh gì hết, nhưng mà chỉ có một cái là anh bị giống như là bị bùa hoặc bị cái lời nguyền gì đó khiến ảnh như vậy. Chứ là cái tinh thần của anh rất là tỉnh táo, nói chuyện rất là tỉnh táo luôn. Em gặp anh cũng là ngày lần thứ hai thứ ba rồi, và những cái lời nói của anh, những cái suy nghĩ của anh, những cái câu chuyện mà anh kể ra nó rất là rành mạch và nó rất là chân thật. Chuyện gì có cái gì là nói cho cỡ để người ta làm việc phải thôi. Được rồi, ok anh là đặng ngồi chơi đi. Ok anh. Dạ rồi, em cảm ơn anh. Đó cả nhà, giờ ông ba thì mình cũng chưa xác định là ông ba của anh Đen là có biết anh ở đây hay không, thì nhưng mà chỉ có bạn của ba anh thì đã đến đây rồi, thì cũng có thể là bạn sẽ về nói với ba là anh ở đây. Ba anh thì lại không tin về cái câu chuyện anh bị, nó cũng là một cái điều rất là đặc biệt. Nhà anh thì cũng không xa ở đây mấy, mà anh thì lại không muốn về nhà. Anh còn nhớ cái địa chỉ nhà của mình không? Nhớ. Dạ. Yeah. Rồi, nói chung là em cũng muốn tính hỏi anh là cho em xin cái địa chỉ nhà để mà em đến, để mà em gặp ông ba coi cái cuộc sống ông ba như thế nào. Khi đến bây giờ là ông ba ông cũng đang rất là mong anh trở về, nhưng mà giờ không biết cách nào để liên lạc anh như thế nào. Không có dùng nó đâu. Em nghĩ là cha mẹ nào mà không thương con, nhưng chắc mà chắn là ông ba cũng sẽ rất là thương anh và cũng rất là mong anh sẽ quay trở về. Nhưng mà nói thẳng ra anh câu á, là giống dạng như ông nói là bây giờ á, ông nói thẳng với tôi là mày lớn rồi, mày tự đi, mày tự làm kiếm sống đi. Bây giờ ổng nuôi về, ổng nuôi đứa cháu nội đó, đó là đứa cháu của anh ruột đó. Bây giờ ổng nói để tiền nhà tiền nước tiền này kia, ngày ổng lãnh 200.000 gì đó là ổng đủ rồi, như là ổng lo cho đứa cháu hết rồi, giờ ổng lo mình đó. Ổng nói hợp lý không, là sự nói thẳng với mấy bạn mấy chung kênh luôn rồi. Gia đình của tôi rất là phức tạp, bởi vì mấy bạn hiểu rồi, với trò chụp kênh như nói là hiểu rồi. Dạ. Đó, nên đó anh thẳng ra là bây giờ ổng còn đều là ổng còn đuổi tôi đi khỏi nhà đó, mà nói chuyện gì mà ấy, tại vì nói thẳng ra là giữa mình với ba mình là nói chung là không có thuận, không có hợp nha. Không có hợp đi. Dạ. Nói ổng có hợp đi, nói chung ra đi. Còn hoàn cảnh gia đình thì nói chung là mẹ mất ba còn đi rồi,
vậy đó, học hết lớp 12 xong là từ đó là đi Sài Gòn đi làm chỗ này chỗ kia, đồng Long An này nọ, đâu có làm Long An Sài Gòn thì có. Dạ. Tỉnh khác không có làm, Kiên Giang này cũng có làm nữa nè, cũng có mấy ông, có ông bạn rồi nó lại lên thì lấy điếu thuốc được rồi, không em không thuốc à? Không hút thuốc. Dạ dạ. Nè nó cho mày điếu à. Hút thuốc rồi nói chuyện đàng hoàng cho người ta nghe. Anh Tâm đi. Mà chật cái tàu lao không được đó. Rồi rồi được rồi anh cảm ơn nhiều nha. Dạ dạ dạ. Cái lúc mà ông ba kêu anh đi ra khỏi nhà là lúc đó là ông ba có biết anh Trang bị về cái bệnh tâm linh này không? Ông đã nói ông không có tin về nghĩ là ông không có tin á, nghĩa là ông ba ông không tin mà anh thì anh lại khẳng định anh lại bị bệnh cái tâm linh mà ông ba thì không tin, nhưng mà có thể chính vì đó là cái lý do mà ông ba ông đuổi anh đi ra. Không phải lý do đó, không phải lý do đó. Lý do đơn giản á, thì đơn giản ở đây vậy, không nói mày lớn rồi à. Mày tự đi làm mày sống đi chứ mày lại mày rồi ăn bám gia đình làm gì à. Nó thẳng ra vậy đó à, chỉ là vậy đó. Đúng không? Dạ. Đó lớn ra nó thẳng ra là vậy, thì bây giờ tóm lại là ổng với nó là giờ nhà nhà thì ở đi, nhà nó phải cho mày ở là cơm nước hoặc là những chi tiêu cá nhân này nọ mà tự đi làm tự lo, thì ổng nói hợp lý rồi ừ. Mình lớn rồi không lẽ mình để cho ổng lại lo cho mình dạ. Đó thật sự nó nói cái mấy cái đó là như vậy à. Nói chung tôi cũng muốn tự lập tôi ra ngoài tôi làm, tôi đâu nghĩ là nó vậy đâu à, đúng không? Nói chung vào đây là mình lên, cho dù lên mạng hay không lên mạng này nọ đồ, mình cái chuyện của mình có sao mình nói vậy thôi, mình không giờ giấu giếm, mình không có bây giờ mà nói xuyên tạc rồi nói rồi nó bậy nó bạ rồi nói bịa đặt những cái chuyện nào ra này nọ hết dạ. Nhưng mà khẳng định đều thứ nhất không bị chết, không bị điên khùng khùng, không bị nói chung là bị gọi là cái gì tâm cảm trầm cảm bất cứ gì những vấn đề gì ở bên về hệ thần kinh là mình không có ừ. Nhưng mà mình chỉ bị có một cái là bây giờ á yêu cầu mình suy nghĩ, một cái là cái suy nghĩ mình vô lỗ tai ra, hiểu đó không? Hiểu em hiểu. Đó giống như dạng bây giờ mình không có nói, mình không có đưa mình nói, nhưng mà bây giờ á mình cứ suy nghĩ là vô suy nghĩ của mình là mình vô lỗ tai người ta rồi người ta nói là đó là mình nói à, rồi hiểu chưa à. Chứ đâu phải thật sự là mình không có nói, giống như mình đọc báo đây nè, rất nhiều người người ta lại người ta không tin á, họ tin mà hỏi bạn đây hỏi nè, hỏi ai ông hai thằng đó nè với người vòng đây nè, không họ nghe rất nhiều trong cái lỗ tai của họ, nhưng mà bây giờ họ cứ nghĩ là mình đi đọc báo thôi. Rồi xin hỏi mấy bạn, ví dụ mình đọc báo đây mà lại đâu tốt trong cái kho đó, trong cái kho đó trên Trường Giang đó nghe không? Hoặc tốt đây nghe không? Đâu nghe được. Dạ đúng rồi, không nghe được. Nhưng mà họ nghe được. Nhưng mà họ nghe được, họ đang khó chịu với mình biết. Nhưng mà để nói với chủ kênh là cái này là mình có sao mình nói vậy, có thiệt nó thiệt. Nói chủ kênh vậy á. Ừ. Hồi đó mà chủ kênh không tin thì mình cũng chịu thôi. Thật sự nói á, giống như dạng mình nói á, rồi giờ mình hỏi mấy bạn đi, bây giờ á bạn cho mấy mình lời giải thích thôi, giống đợt đó mình cũng lên quốc nguyên đống củi vậy nè đó, tức từ sáng là đầm đó đó, thành đống nói rồi đó mấy lần rồi đó dạ dạ đó, xong á đầm lên đó là sắp tự sát rồi, đậm lên đống lửa, đốt lửa lên nó cũng cháy rồi. Xong cái đầu á, tự nhiên đang nằm đó là cái lưng là nó bị phỏng vậy, y chang vậy đó, phỏng mà có lật lên vậy đó. Dạ. Đó cái lưng bị phỏng vậy đó, lật lên cái là giống như 10 dấu bàn tay mà vô cái lưng vậy đó. Nhưng mà cái áo nó không có cháy nha. Ừ. Nếu mà thật sự á, nó cháy cái áo luôn là mình không bao giờ mình nghĩ là mình bị vậy, nhưng mà cái này là nó không có cháy, không cháy cái áo, không cháy cái áo nhưng cái lưng vẫn bị vậy. Dạ. Em qua dấu tay. Em có thấy rồi. Đó. Nên á, mình nói với bạn là nếu mà thật sự bạn không có tin á, thì mình cũng chịu thôi, nhưng mà phải tin đều là nó cháy, là nó không có cháy cái áo mà, tại vì lúc đó là cởi cái áo ra rồi là không thấy cái áo cháy.
mình cũng ngạc nhiên, ủa sao kỳ vậy, sao mà nó không cháy áo. Mà nếu thật sự cái lửa mà nó cháy á, lửa mà nó lên mà nó cháy vậy là đúng cái ga của người ta. Nếu mà nằm sát lưng mà nằm lên vậy là lửa nó không giờ cháy được vậy, phải cháy cái giò cái tay rồi trước. Đúng rồi, phải cháy cái áo trước thì mới cháy cái thịt quanh. Đúng rồi, phải cháy, còn không là lửa nó phải bén như cái giò tay trước. Nhưng mà nó không cháy sao, nó ví dụ nó không hỏng sao mà nó quất cái giống như nằm cái lằn bàn tay vậy đó. Rồi xong á, về nhà trong cái gì, trong cái toilet của cái nhà lại thấy rất là nhiều cái bàn tay trong cái toilet luôn. Thậm chí mình lấy nước mình dội luôn cái bàn tay, mấy cái dấu bàn tay trong cái toilet trong cái nhà cho anh là nó không có mờ luôn. Nhà trọ của anh đó hả? Không, nhà ông già cho nó. Nhà của ông già nữa hả? Đó, phải là sự mình không cũng chả hiểu cái đó là nó sao luôn. Bây giờ kêu giải thích làm sao? Thì thôi vậy thì hôm nay là em chủ yếu em đến đây để em biết rõ cái câu chuyện của anh. Cái thứ hai nữa là em cũng muốn thăm ông già của anh, nghĩa là ba của anh ở nhà, tại nghe anh nói là mẹ anh mất rồi mà ba thì giờ sống một mình nên à, nhưng mà anh thì lại không có chịu. Và anh em thì cũng biết được cái câu chuyện mà nãy anh chia sẻ rồi anh với ông ba thì không có hợp với nhau. Thì nói chung là giờ tóm lại giờ dù bạn lên chảnh bạn có thể hỏi như vậy như vậy gì ổng cũng hay trả lời rồi đó. Nó học hết lớp 12 rồi xong nó đi làm này nọ rồi xong rồi bạn có vô chưa, bạn có hỏi là bây giờ có tin là giờ gọi chuyện đó chuyện tâm linh hay không, thì ổng cũng chả ổng không có tin. Mà lúc mà mình ở nhà thậm chí ổng đâu có tin đâu. Dạ đó không, còn ví dụ chú kênh nói giờ mà cứ lên mạng, ông cứ lên mạng đi rồi có thể là thầy đó ấy nè có thể giúp được thì mình cái đó mình cũng tin vậy thôi. Nhưng mà thực tế là mình cũng không dám nghĩ là dạ dạ lúc mà con bị cháy nói chú á nó rất là gác. Không. Nói gác bên ngoài thôi đó. Nói gác bên ngoài thôi, nhưng mà lúc đó con về giống con nói chú y chang như là nó giờ còn giấu luôn á. Ổng giờ còn giấu. Đó là thiệt, cái người bùa á. Ông bắt mạng cho mới coi mới giờ lên coi chỏng nè. Nè, nó thiệt chú nè. Khỏi cái dạch ra đâu tôi thấy rồi. Nó là nó thầy bùa lắm ông á. Chứ ma cái gì? Muốn gì thì không có gì hết á, ông cứ tự nhiên ông về. Tôi á thì á không có phải thầy bà hay là gì hết á, nhưng mà tôi thấy mấy người mùa mà hai người á là thứ tôi cũng có ưa. Ông yên tâm đi, ông chạy cái đó lên mà tôi thấy ông rồi á, ông yên tâm đi về đi hết rồi đó. Là cái anh này là theo chú nghĩ là bị thầy bùa thiệt hả chú? Bùa quýnh. Nhẹ thôi, nhẹ. Nhẹ thôi, không phải ma nhập đâu. Không, ảnh không phải là ma nhập. Ừ, anh không nói ma nhập, anh nói là anh bị bùa. Hồi đầu là cái dạ. Cái máy ông lên là ông nói ma nhập. Dạ, lúc đó ông nói anh nói là giống như kiểu bị người ta nhập vô vậy đó. Con nói với chú nghe nè. Con nói với chú nghe đơn giản vậy thôi nè. Không có thể nào có lý giải chuyện khoa học được vậy đâu hết. Chỉ có thể lý giải một điều. Một là bị bùa. Hai là bị ma nhập, ba là bị lời nguyền thôi chú. Con nói hoặc một trong ba trường hợp đó thôi chứ không thể nào mà. Rồi bây giờ là không có ma. Dạ. Chỉ có mấy ông thầy á, mấy ông quết âm binh thần tướng đó. Dạ. Thử ra mấy ông dùng nó mà thực đánh chúng mình. Chúng mình á thì mình bị đau nhất. Nếu mà nặng á thì bị đau nhất ở trong xương. Còn nếu nhẹ đó thì nó chỉ bị có cái dấu nhẹ, không có nhẹ thôi, nhẹ giác thôi. Đó, nhưng mà cái đó là cái quần lão. Ai mà giận ông á, ghét ông á nên nó mới làm gây thôi. Bây giờ ông cứ tỉnh táo lại bình thường, ông đi về nhà sống bình thường. Nó đâu có gì đâu mà phải đi sống ăn như đời gì. Mà ngặt cái ông già ở nhà ông không tin. Ông tin cãi ổng thì mình vẫn sống bình thường. Bởi vậy anh không có chịu ở nhà vậy. Ông cứ nhà ông già. Đúng rồi, bây giờ mình như vậy thì mình bước nhà trò, mình ở đằng ngoài rồi mình mặc áo. Mình sửa bộ tịch mình nè, hớt tóc lại. Chú thấy con á, chú lớn tuổi này, 6-7 tuổi đó, chú con mặc đồ làng hoàng lại rồi cái con hết khóc hết đồ lại rồi con cứ xẻ đi mà ăn giống như con người khác. Dạ. Ở gì nào mà con thật sự mà con bị đau ốm á chú dòm con đây, chú không có nói đâu, chú chỉ nhìn vô cái dấu đó thôi lạ nó có tiêu rồi. Dạ đâu chú nhìn thử cái con ơi, con dạ, có dấu giờ chú đang đây. Ở nhà trước nhà cửa ông thầy buồn cái gì chú hiện giờ chú đang ở trước cửa nhà của ông thầy buồn
chú có thể dẫn con lại gặp ổng không? À, thì tôi nói vậy thì chú vậy đi, chú sửa bộ tịch mình lại, chú thanh mỹ, chú mỹ con nha. Chú làm lại cuộc đời mình bằng đồ đàng hoàng, nó có đàng hoàng, tấm đĩa sạch sẽ. Vấn đề con nói với chú rồi, con nói với chú là vậy đó. Chịu thì mình mướn nhà mình ở, mình mang án, mình vẫn có tiền. Con không, con nói chú á. Con nói chú á. Là bây giờ nếu mà chú nói chú ở ngay nhà thì bồ chú hay dẫn con lại gặp ổng luôn, nói chuyện với ổng được không? Chỉ có ổng, chỉ có những người như vậy bộ gì mới hiểu được cái vấn đề. Con ở ngay nhà thầy bồ mày còn đinh nữa, con nói bồ ngãi cái gì? Ý là ổng muốn không cần nữa nè, mày không muốn cần, con à. Muốn gì con nói nè, chú nói đó. Ý là bây giờ chú, chú, ơi, chú nói bây giờ chú nhìn cái là mất dấu không? Vậy đâu chú nhìn thử cái coi cho con mất dấu cái này đi con chứ tin. Mất cái dấu là biết là mất tao của con á. Mất cái đau á. Chứ giờ, cái dấu đó nó ịnh tôi lâu. Giờ ịnh lâu quá rồi. Ý là giờ chú kêu anh là giờ mình sửa lại, mình hớt tóc gọn gàng, mình ăn mặc gọn gàng sạch sẽ lại. Mình đi làm thử có một thời gian thử coi như nếu thế nào. Như vậy nữa nè, chú nhà chú dưới này. Nếu mà khoảng một thời gian thử như thế nào, nếu mà không thành công thì anh quay lại đây, chú cũng sẽ ở đây chú gặp anh mà đó, thì chú dẫn anh đi. Đợi con gì được, thấy không? Nó chú nói chú đó là chú được, còn chú nói không có tốt. Còn nói mà nhưng mà tiền mà nếu mà anh sợ thật chứ. Chú cho con cái lời nói để tỉnh tầng lại. Cái con nói chú tinh thần là con suy sụp tinh thần, con ở con sụm xuống luôn thì nó làm con hoại nó hư thân hư thể nó. Nghe người khác khuyên cho con, đừng có vậy. Đi mặn lên đàng hoàng rồi cái con tỉnh táo lại. Còn nói chú đồng ý, không biết chú phiền con vậy. Nhưng mà vấn cái vấn đề chủ yếu là con như muốn cái đều là chủ yếu là giờ. Cái suy nghĩ của con á, khi mà con suy nghĩ con cái á là con không có nói, giờ chú thấy con nghịch ngẩm miệng được không? Nhưng mà giờ nhưng mà chú khuyên con vậy đó, tỉnh lại. Không có cái gì mà phải là nó hủy hoại cuộc đời của mình chú thất trời. Mày mà còn mạnh hơn chú nữa. Mình thấy chú sức khỏe anh cũng bình thường, cách nói chuyện rất là tỉnh táo luôn. Dạ. Bây giờ còn tao á, con xương á, còn thầy bùa đất nó có cái dây con vậy đó, con nói mà không có gì đâu, nhất là con làm con đi sập chân thần. Nhưng mà con nói gần chú ơi. Cái... chú cũng qua gần đây. Chú gần đây có lộn quá, thầy bùa ở thầy bùa 4 năm trời, ông hại biết mà. Nhưng hại đâu có được. Dạ. Cái tinh thần của mình phải trước nhất, thì giữ vững tinh thần người ta mới không hại được. Giờ lo anh thử anh nghe là chú thử cây sao đi. Chú để ấy chú chờ mày giờ đâu có giúp cho. Rồi nếu mà không thành công á thì anh sẽ quay trở lại đây rồi ở chú đây. Sẽ đến đây chú tìm anh rồi chú sẽ giúp anh. Dẫn thầy bùa là giữ luôn luôn mình tiếp cho. Hả? Mà mày, xong rồi. Mày có bị bùa đó mà mày. Nhưng mày, mà con mày nói là con rồi bùa. Nhưng mà cái dấu là bị thầy pháp đánh thôi. Bị đánh nhẹ thôi. Bị đánh nhẹ. Ừ, nó cứng cầu quá, đánh nhẹ thôi. Dạ. Nếu mà chú vô muốn giúp con à, con chỉ muốn gặp ổng thôi, con nói chuyện với ổng thôi. Cho con gặp ổng khoảng 10 15 phút cũng được nữa. Không có cảnh. Người ta đâu có ra mặt mình, các đây là chú này ra mặt này mày còn tin nữa. Rồi. Chú nói gì thôi. Gì còn đau không? Nếu mà còn đau á thì nó mình nó hết rồi. Còn bệnh tinh thần đó thì chú tinh thần. Dạ. Thôi chú đi nha. Chú khuyên nha, vậy thôi. Dạ, cảm ơn chú nhiều à. Này cả nhà thì ông chú này thì ở gần đây, chú là nhà ở gần đây luôn. Dạ, con cảm ơn chú nhiều. Nhìn thấy được không? Chú viên con á là thiệt mà. Dạ. Nguyên thiệt. Đứng lên lại. Ông chú thử như thế nào anh Đen? Biết đâu là cái dấu đó là chú nói cái dấu đó là của thầy bùa đánh là đúng rồi đó. Nhưng mà có thể là khoảng thời gian nó lâu rồi đó, nhưng mà nó sẽ hết đi. Cái khoảng thời gian này hết đi, nhưng mà anh thì anh lại đang nghĩ là trong cái cơ thể mình còn nên nó suy sụp. Nhưng mà em sẽ cố gắng em tìm hiểu cũng như là tìm những vị thầy hay hay để mà giúp đỡ anh coi như thế nào. Trời ơi, ông không có gì thôi chứ, ông lại bộ thôi chứ ông không phải đâu nội. Dạ. Nói thẳng ra đều á. Tại vì á mình ở đây mình đọc báo mình suy nghĩ thì nó vô cái đầu này, vô cái lỗ tai này nè. Còn biết cái người ta là người ta khóc khó chịu. Nên cái người ta cứ nói vậy hoài. Rồi, em giống, hiểu rồi. Đó. Giống như nhà cái bên á,
thằng bạn kế bên này nè. Đó. Nó nói cái mình đọc nhầm suy nghĩ cho nó qua. Nó kêu thôi giờ á muốn lên Sài Gòn mà làm không, nó cho tiền luôn, nó cho tiền lên Sài Gòn mà làm luôn. Đó. Đó. Nói cho bạn nghe là như vậy. Dạ em hiểu mà. Đó. À, cái ý của chú hồi nãy cũng đúng rồi cả nhà. À, chú nói cái vết thương của anh Đen á là do thầy bùa đánh, nhưng mà chỉ là đánh nhẹ thôi. À, nó làm cho cái tinh thần của anh lúc đó nó bị suy sụp rất là nặng và cơ thể mình khó chịu, nhưng mà khoảng thời gian dài, nếu mà chú nói á, nếu mà bùa mạnh á thì nó sẽ ăn vô xương và nó sẽ nhức xương. Còn hiện tại bây giờ thì cái vết của anh Đen là nó không còn nhức nữa đúng không, nhưng mà nó còn in cái dấu bàn tay đó, thì nó có thể là nó đã giảm nhẹ một phần nào đó rồi. À, nói thẳng cho nghe câu là tôi từng cái suy nghĩ tôi chửi Vũ nãy đó, nó tôi nghe tiền đó là mày chửi hồi tôi quýnh mày luôn á. À, nó nên đó, nó lại nó nói ở giờ này kia, nói này kia rồi ok rồi. Nó nói thiệt, nói thật sự, nói thì nói chung nó tóm lại nó rất là nhiều lần với bạn rồi, là tại vì nó thẳng câu đây, tại vì á nằm ở đây đọc báo này nọ đồ, mà cứ suy nghĩ đọc báo này nọ đồ á đó. Đó nên người ta bị nhức cái đầu, hiểu không? Đó, cái lời nói của người ta, cái mình cứ suy nghĩ, cái suy nghĩ mình cứ vô tay của người ta, cái người ta lại người ta qua người ta nói này là mình đi làm đi, mình đi làm. Rất nhiều người khuyên người nói thôi bây giờ xem em đi làm, chẳng qua người ta kêu mình đi khỏi chỗ này đi. Yeah. Đừng có làm phiền người ta nữa. Đó, nói gì bạn hiểu không? Yeah. Hiểu không? Ok. Còn mấy chú đó, ông nói em sẽ cố gắng liên hệ những cái vị thầy mà hay nhất có thể là giải cho anh. Riêng về cái phần mà về gia đình thì mình sẽ hỏi sau của anh Đen như thế nào ở nhà. Nếu mà đến được nhà của anh Đen thì mình sẽ cố gắng mình đến. Còn hiện tại bây giờ thì chắc mình cũng xin kết thúc cái video tại đây. Chúc cả nhà xem được nhiều vui vẻ. Cả nhà có ý kiến gì hay là biết những vị thầy này thầy nào hay thì có thể bình luận dưới phần video để mà mình có thể liên hệ để mà giúp anh Đen. Bây giờ thì chắc để anh Đen anh nghỉ ngơi cả nhà. Thì em chúc Đen nhiều sức khỏe nha. Có dịp em sẽ ghé lại thăm anh ha. Dạ.